Dạ, xin kính chào các anh chị. Thay mặt cho nha khoa An Nam thì Dung xin phép giới thiệu. Em tên đầy đủ là Bùi Thị Dung, hiện nay là founder cũng như là CEO của nha khoa An Nam và dược mỹ phẩm 4D. Rất là trân quý và biết ơn ban lãnh đạo cũng như ban tổ chức đã tổ chức ra cái buổi ngày hội này cho các chị em phụ nữ. Và ngày hôm nay Dung đến đây với một cái tinh thần phục vụ cũng như là cho đi là chính. Nha khoa Anna thì có trụ sở tại số 28, số 30, đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10. Các chị em mình chỉ cần chạy thẳng ra ngay cái vòng xoay dân chủ ngay ở đây, quẹo vô đầu đường là sẽ thấy nha khoa Anna ngay ạ. Nó sẽ nằm bên tay phải của chúng ta. Dạ, và hôm nay thì nha khoa Anna đưa đến đây một cái voucher rất là bổ ích cũng như là hữu ích dành cho các gia đình. Dung xin phép tặng một cái voucher trị giá 1 triệu dành cho tất cả các anh chị em cũng như là các gian hàng. Đối với nha khoa Anna thì cái dịch vụ chính đó chính là phục hình răng sứ và cái ghép implant cũng như là niềng răng. Thì với cái voucher này các anh chị mình dùng để sử dụng cũng như là vệ sinh răng cho chính mình cũng như là được chụp phim CT hoàn toàn miễn phí ạ. Dạ, và xíu nữa thì nhân viên của nha khoa Anna xin phép đi từng gian hàng cũng như là đưa cái quà tặng này đến tận tay cho các anh chị ạ. Dạ, và một cái phần quà thứ hai mà Dung xin phép tặng trong buổi sáng ngày hôm nay đó chính là một cái set sử dụng mỹ phẩm trắng da. Ai cũng nói rằng sáng mặt thì ăn tiền, đúng không các chị em? Bản thân Dung cũng vậy, mình bị nám rất là nhiều năm và mình cảm thấy rất là khó chịu khi trên mặt mình nó luôn có những cái lấm tấm cũng như là cái làn da của mình không có được sáng. Thì một cái bộ dường mỹ phẩm mà Dung cảm thấy rất là tâm đắc và chính mình sử dụng cũng như là các khách hàng của Anna đều trải nghiệm. Và đặc biệt có rất nhiều nghệ sĩ đang tin dùng như là nghệ sĩ Phương Dung, nghệ sĩ Phi Phụng, rồi nghệ sĩ Nhân Dân Phượng Loan và có rất nhiều các lãnh đạo phụ nữ trong hội phụ nữ các quận huyện cũng như là lãnh đạo quận đang xài. Dung không có tiện để nói tên nhưng mà đây là một cái sản phẩm mà Dung nghĩ rằng Dung tâm huyết cũng như là đưa đến cái làn da, cái sự tươi mát cho các chị em. Chúng ta cứ kinh doanh riêng răng với lại làn da thì cứ để Dung lo. Và cái set quà hôm nay Dung xin phép sẽ đi từng gian hàng để gửi tặng cho các chị em ạ. Ai mà mình muốn sáng da, sáng mặt thì cứ giơ tay lên. Hoặc là bên Anna mà chưa tặng kịp thì các chị em mình cứ thông cảm, từ từ Dung sẽ đến từng gian hàng ạ. Dạ, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ. Dạ được không mình nha, Dung đi từng gian hàng tặng nha. Dạ. Dạ, và Dung có một cái kênh YouTube là Dung Chân Dung Dẻ. Nếu như các anh chị em mình yêu thương thì có thể cho một lượt đăng ký luôn ạ. Dạ, cảm ơn cả nhà. Hoặc là cái kênh YouTube của Dung thì nó cũng có cái lượt follow cũng như lượt xem cũng ok. Các gian hàng mà muốn Dung review hay là sản phẩm gì đó Dung cũng có thể hỗ trợ, không có tính phí gì ạ. Các sản phẩm của các anh chị nếu như mà muốn review hay là muốn quay clip gì đó thì Dung cứ trải nghiệm, sau đó Dung sẽ cảm nhận bằng từ trái tim của mình. Tất cả các gian hàng ở đây nếu như muốn điều đó thì Dung sẵn sàng ạ. Dạ, cảm ơn cả nhà mình ạ. Xin cảm ơn phần giới thiệu của trung tâm nha khoa Anna. Phiếu quà tặng cạo môi răng miễn phí trị giá 1 triệu đồng. Và một set mỹ phẩm nữa nha các chị ơi. Dạ, là chị Dung sẽ đến từng quầy hàng và các chị tham gia trong ngày hội phụ nữ khởi nghiệp hôm nay sẽ có đặc quyền là dùng cái bộ này để làm đẹp trong ngày 20 tháng 10 luôn ạ. Có đơn vị nào đăng ký tặng quà giống như đơn vị Anna trung tâm nha khoa Anna không ạ? Chương trình nó trong rồi quá. Thích quà đâu ạ? Các chị á, hợp tác xã Tân Phú có ở đây không ạ? Câu lạc bộ phụ nữ khởi nghiệp của quận Tân Phú có ở đây không ạ? Cần Giờ có chưa chị? Dạ rồi, tiếp theo xin mời đơn vị huyện Cần Giờ với một loạt các sản phẩm về hợp tác xã cũng như công ty. Mình sẽ lấy sản phẩm về để mình quay review cho. Du lịch Thiền Liền. Tiếp theo là công ty cổ phần Dừa Nước Việt Nam. Tiếp theo là Yến Xào Khánh Đan, cũng đến từ đơn vị huyện Cần Giờ. Xin mời đơn vị huyện Cần Giờ. Xong kiếp Hợp Ích ra mắt luôn một loạt các sản phẩm cho các chị.
Dạ, bây giờ trước xin lưu ý là mỗi đơn vị của mình chỉ có 2 phút tối đa để thu hút khách hàng về với cái gian hàng của mình. Sau đó sẽ có những phần chi tiết thì các chị sẽ liên hệ trực tiếp với cái quầy hàng để nhận những phần ưu đãi khác nhau ạ. Dạ. Hai chị em lên luôn. Du lịch với lại dừa nước đúng không? Là mình đi du lịch thì liền là mình mua cái mật dừa nước này ạ. Cái này dễ thương vậy? Cái gian hàng này dễ thương vậy? Dạ, xin kính chào các anh chị đang có mặt trong ngày hội hôm nay. Em là Thanh Liễu, em đến từ công ty cổ phần dừa nước Việt Nam với cái sản phẩm là đường dừa nước hữu cơ. Thì cái quầy hàng của em là đối diện với sân khấu. Nếu mà chị nào chưa có thử cái sản phẩm đường dừa nước hữu cơ thì mình có thể đến gian hàng của em để mà mình dùng thử cái sản phẩm này. Thì cái đường dừa nước hữu cơ á, nó là cái nguồn nước lợi trong nhé. Cái sản phẩm đường dừa nước. Dạ, em xin hết ạ. Tôi xin tên là Bác Thả, năm giờ thương mại thì chị Nguyễn Thị Nguyên xin gửi đến quý cô bác anh chị một lời chào trân trọng. Hôm nay tôi cũng rất vinh dự đại diện Bác Thả để tham dự cái ngày hội do Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Thì như các anh chị chắc cũng đã biết, Thị Nguyên du lịch cộng đồng Thị Nguyên là điểm đến du lịch cộng đồng đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh. Thị Nguyên được bao bọc giữa các tình đặc mạnh của Hội Liên hiệp Sinh Nguyện và những món ăn đặc trưng của vùng biển. Xin mời các anh chị hãy một lần liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0352 800 667. Tôi tên là Tuyết, để tư vấn tìm hiểu thêm về du lịch cộng đồng tình liền, nhất là trong dịp lễ 20 tháng 10, ngày của một nửa chị em phụ nữ trên thế giới này ạ. Tôi xin giới thiệu sơ lược về du lịch cộng đồng tình liền của mình chút xíu. Thì hiện tại trên áp đảo thì nếu mà các anh chị đi trọn một ngày thì cái giá tour sẽ là 650.000 đồng. Nếu các anh chị liên hệ trong hôm nay thì sẽ giảm 10% cho dịch vụ giá tour trong du lịch cộng đồng Thiên Liên á. Các anh chị khi đến áp đảo sẽ nhận được mỗi khách là một cái nón lá, một chiếc xe đạp. Mình đặt dòng quanh áp đảo, thưởng thức những món ăn đặc trưng dân dã được chính các cư dân địa phương chế biến và nuôi trồng ở trên tại áp đảo của mình. Không có hóa chất, không có màu và không có chất bảo quản. Ví dụ như xanh xanh có thể trồng trên vàng đó, rồi mình hái xuống thu gom quà, đi thu gom quà, nước đường nước dừa mình thưởng thức ngay tại chỗ. Ngon nè, tặng trà. Có cần gì giới thiệu cách uống không? Đó, giới thiệu em. Có thể là làm ra rượu siro, rum siro và trái nước siro tươi uống tại điểm nè. Kem dừa nước nè. Nước uống xứ biển là những món ăn hải sản đặc trưng của vùng biển Cần Giờ vô cùng phong phú và hấp dẫn. Mong các anh chị hãy dành chị khuyên em nên uống trà giờ nào và cái chai dầu dừa mà xúc để cho da em đẹp luôn á, phục hồi. Dạ, vì em đã có rồi thì chị trả lời luôn, cả nước ngoài chữa trị nhiều mà không chữa được cái này đâu. Chị là cháu của viện trưởng y học chị Thành Phố Bắc. Chị ơi hả? Trời ơi, không uống thuốc. Ừ, liên hệ chị thế nào, liên hệ chị thế nào? Chị Nga My nè. Chị Nga My phải không? Có trong môn phái Nga My không? Có, chị trên núi xuống người Hoa mà. À vậy hả? Cảm ơn chị. Ok ok, về liên kết nha. Ủa, đây mà có được khen đẹp á, cái là vui vẻ à? Trời ơi, em nói nè, em mong muốn thì trải nghiệm thử sản phẩm của bên em và sau đó rồi đi review thêm mới được không? Được. Dạ, có, ở bên em có rất là nhiều sản phẩm, nó rất là có nghĩa là rất là tối ưu. Cái này khăn đúng không? Đây là khăn nén, em sẽ xử xịt cho chị trải nghiệm nha. Cho cả đi lau mồ hôi đi. Chị cần này. Cho vô nhai đi rồi nó cũng nở mà. Trời ơi, nó y như là cái gì ta? À, nồi cơm thạch xanh á. Cái khăn này chất liệu làm sao? Làm chất liệu của bên em là thành phần là 100% là cột tông. Vậy hả? Dạ. Tại vì nó không có xác bên nhà chị là có giấy luôn, có giấy được luôn. Ủa thì đi gian hàng thì phải hỗ trợ nhau chứ. Nhớ nhau uống xong rồi lỡ giờ đổ nước thì thấy không chui đi. Ok chị.
thì em sẽ tặng chị một cái gói khăn nén, viên nén này. Rồi thì hôm nào chị dùng để đi trải nghiệm để đi. Rồi bấm cái nem gà của em vô đi. Bấm cái nem gà của em vô. Bên em có gian hàng trên Top Top trên Shopee rồi chưa? Ủa bên em là nhập hả hay sao? À, không, bên em là nhà sản xuất ạ. À? Nhà sản xuất luôn hả? Dạ. Ồ. Cái gì ạ? Đấy. Ờ, đi 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 hướng dẫn sử dụng cho hết các chị chưa? Hết nguyên nguyên gian hàng đó. À. Ok chị. Thì, bây giờ em phải xin cái gì? Kết nối. Cho chị cái cạc đấy, xong rồi em bấm vô này nè để chị về chị nhớ, xong chị ngồi chị mò chị làm lại từng cái. Bên em là chị không có cạc. Không có cạc luôn hả? Để số điện thoại ha. Ờ, cho số điện thoại lên đó đi. Nhưng mà ở trên này thì tên tuổi nhà sản xuất thì đều có. Vậy hả? Dạ. Và đây là hotline của công ty em, đây là tên tuổi nhà sản xuất là đều có, cách của Lan Phật Ma. Vậy cái nào liên hệ với em? Dạ, liên hệ với em. Ơi cái này được à, đang nóng nóng có nó thấy ok ạ. À. Trời đang nóng nóng như vậy mà có là thấy ok la nha. Bé Nguyên ơi. Dạ, em gửi chị nha. Ừ, rồi, cảm ơn. Có số ở đây phải không? Dạ. Ok. Đây đây đây, Hòa phải không? Ok Hòa. Rồi. Cảm ơn chị nha. Trời ơi, sẽ đi từng gian hàng chắc nhờ bé Nguyên ấy quá. Nguyên. Cho vô đây con đi là sao cũng hướng dẫn sử dụng cho mấy chị đi. Đang đợi gửi thêm á cô. À, thì đây con đi sao con hướng dẫn sử dụng đi. Đi giao lưu hả? Rồi đi, giờ mình dẫn đàn đi giao lưu với nhau đi, đi. Đi. Bé có xài mỹ phẩm không bé? Có muốn xài thử không? Ờ, xài thử nha. Trời ơi, cái da đang đẹp sẵn rồi này, xài nó sẽ đẹp hơn nha. À, bữa nay thì rất nhiều những cái gian hàng của các chị em phụ nữ. Cũng rất là biết ơn Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức ra cái ngày hội về. Hồi sáng thì đông lắm nha cả nhà, mà tại giờ đang ở trong tọa đàm hết rồi. Đang trong tọa đàm hết. Đó, thì sẽ có bé Nguyên sẽ đi. Bé Nguyên sẽ đi để hướng dẫn. Đây 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 đây. Chị có muốn trải nghiệm thử sản phẩm của em không? Sáng da. Xài thử nha. Mấy cái vết tàn nhang đồi mồi từ từ nó mờ hết á. Sao nãy dài sao? Phải ý là có cái tán tàn nhang mà hả? Dạ rồi. Ý là xài cho nó sáng ra, sáng đều ra. Đẹp quá, đẹp như chị nè. Da sáng lên mà. Từ từ nó sẽ sáng, nó sẽ lên được giống như da em với điều kiện phải xài nha. Cái này xíu nữa bé nó đi nó hướng dẫn chị cách dùng nha. Phải đẹp như chị mới được nha. Da từ từ nó sẽ lên giống như da em, hồi trước em cũng nám cũng tàn nhang. Tại là chừng nào? À, nếu mà xài đều đặn thì chừng hơn tháng chị sẽ thấy cái sự hiệu quả của nó. Chừng cỡ hết cái set này thôi là chị sẽ thấy hiệu quả dần rồi. Bắt đầu là mình xài đều đặn nó sẽ ok nha. Chị là bên nào? Bên phụ nữ quận. Quận 10 hay quận 3? Ủa quận 6 hả? Ồ, quận 6 em cũng có cái nha khoa ở dưới á. Dạ. Nha khoa Thanh Tâm ở trên đường Hậu Giang á, 717 Hậu Giang. Của em trai em. Dạ. Ừ, mốt kết nối nha. Đúng rồi đó, để cho nó đi tham gia bên quận 6 với chị cũng được á. Cho em liên hệ đi, để về kết nối nha, kết nối doanh nghiệp quận 6 cho. Chị bấm đi. Đơn vị quận 12 có ở đây không ạ? Xuân em. Chị Xuân phải không? Đây, em là Dung Anna nha. Dạ. Rồi tiếp theo. Cái này nó gần hết rồi, bây giờ phải chờ bé Nguyên nó ship qua. Nguyên ơi. Gọi là xong rồi con đi hết một vòng ở đây đi. Chứ ở đây cái này gần hết rồi nè con. Con đi em tặng đi. Nè. Để đưa qua cho mấy chị bên này. Con gọi đi giao qua rồi đúng không? Con gọi rồi. À, ok. Chị,
xài thử mỹ phẩm bên em nha. Dạ, rồi, da nó sáng, nó căng, nó mượn dần nha. Ở đây mình mấy chị đây, chờ chút có bé nhân viên bên em qua hướng dẫn cách sử dụng nha. Xài mấy cái vết nám đồi mồi tàn nhang, từ từ nó mờ dần. Mấy chị ở đâu lận? Cái này mình ghé nha khoa vệ sinh răng, cạo vôi răng miễn phí, chụp phim CT miễn phí. Dạ, nha khoa ngay gần đây, số 28, số 30, đường 3 tháng 2. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Đây đây đây, em hướng dẫn cách xài luôn, xíu nữa ấy thôi. Cái mặt trăng là mình xài ban đêm, mặt trời xài ban ngày. Số 1 xài trước, số 2 xài sau. Ban đêm thì mình thoa xong rồi mình bổ cho nó thẩm thấu, còn ban ngày mình thoa thôi. Cái này chị bị lỗ chân lông to nè, ít bữa nó sẽ xe khít lại nha. Em ở đây. Đây, cho đi. Cho luôn, cho luôn. Để lát tôi quảng cáo giùm cho. Dạ, em ở đâu đường 3 tháng 2 nè, số 28, số 30, đường 3 tháng 2. Xài thử mỹ phẩm không? Có xài thử mỹ phẩm không? Tôi bán trái cây hả? Ở đâu? Ờ, chờ chút em đưa qua. Trái cây đâu vậy? Vô đây có một bầy trái cây nhiều nhất á. Ủa vậy hả? Tại vì bà quảng cáo là đúng rồi, đi vườn nhiều lắm. Vườn ở đâu lận? Vậy hả? Ôi, chắc là phải không, hồi nãy thấy cái trái mận nó bự vậy nè. Thì bây giờ mình sẽ đi một vòng nữa nha. Ở đây thì nhiều gian hàng lắm cả nhà. Bé Nguyên con đi hết một vòng đi nha. Cô lấy vài cái thôi. Cô lấy vài cái thôi. Rồi. Không, vừa thôi rồi còn cô đi công chuyện. Con hãy đi, con tặng hết đi. Đó thì bên này sẽ có các cái quầy từng cái sản phẩm mà đa phần là đồ của các chị em phụ nữ, hội chủ doanh nghiệp đa phần là các chị em phụ nữ. Của bên này bán gì ta? Gạo, trà, mật ong, nước mắm, sữa, rất là nhiều, đa phần là trong gia đình sử dụng. Kiếm cái bà trái cây đi rồi chạy xuống hội quán qua sang biệt giường nha cả nhà. Chà, sắp trái cây vui à. Dạ. Cái mận gì mà nó to giống như là dạ. Mận gì vậy? Sao mận gì mà nó bự dữ vậy chị? MST giống của Đài Loan nhưng trồng ở Tiền Giang, ăn mận thơm mùi mía. Ăn mận thơm mùi mía hả? Dạ. Sao nghe gì nó lạ lạ vậy? Kể tên gì vậy? Trời ơi, nữ hoàng nội thất à, tên nữ hoàng nội thất à. Nhiêu ký chị? Dạ 260, để em cắt cho thử. Trời ơi, nó cũng mắc dữ vậy luôn đó hả? Đây đây. Đây cho ăn thử. Cho ăn thử nó hả? Ăn mặn mà nó thơm mùi mía. 260 ngàn. Nó khác nhau ở chỗ đó hay mới làm thị trường được chứ. 260 ngàn. Có ăn thử nè, có cho ăn thử nè. Có cho ăn thử nè. Cho mỗi đứa nhân viên một cái nha. Nó mặn này. Ở bên nó mấy bạn vậy? Ở bên nó mấy bạn vậy? 3, 4, 5, lấy 5 trái được rồi. 6 trái 1 ký. 6 trái 1 ký hả? Có thơm mùi mía không? Như bà quảng cáo không? Mùi mía huyền thấy cũng vậy à. Có chứ. Thấy không ngửi mùi gì hết trơn. Đâu. Bên đây nghẹt mũi nữa nè. À, anh thấy gì hết trơn. Cũng vậy à. Thấy ngọt. Ừ, thấy ngọt thôi à. Thấy giòn. Nhưng mà mùi mía thì sao? Có khi nào cho ăn khúc mía nhai chung không ta? Chị ăn nhanh chị sẽ không cảm nhận được, mà ăn từ từ trước cho ăn bỏ tủ lạnh. Bỏ tủ lạnh hả? Mùi mía huyền diệu hồi xưa không? Lâu lắm rồi không ăn mía. Cái mùi này nè. Mà bỏ vô miệng nó mềm tan á. Mùi mịn nó cũng mùi này mà ta. Dạ. Nó nhưng mà nó ngọt. Nó rất ngọt, nó rất giòn. Là mùa mưa đó. Chứ không phải tháng đó ngon lắm. Chị. Thử miếng thơm mía thôi. Ăn đi. Ngon lắm. Trước khi ăn bỏ tủ lạnh là ngon dữ. 900 đây một cái của đi. Bỏ trái nhỏ nó đi, lấy cái 260 kệ nó nhớ hàng. Mận này chị ăn nó không có nghe cái mùi của thịt này đâu. Cái này nó hơi ấy à, lấy cái trái giòn giòn này em thích ăn giòn. Rồi ok. Quét mã trả tiền. Dạ cảm ơn chị. Chả cá hả? Về đó hả? Rồi quét mã trả tiền.
chị. Đây, đây, bán em trái dưa đây chị. Rất là nhiều các cái gian hàng ở đây. Xong chưa? Xong chưa? Rồi đó chị, chuyển khoản rồi đó. Ok chưa? Giá hàng em đây chị, giấy coi thử. Cho bán em trái dưa đây chị. Đa phần là các cái gian hàng của các chị em khởi nghiệp. Có cả nước chấm đó hả? Đó, ăn thử chả cá không chị? Chấm với muối chấm thơm thanh. Muối nhà làm luôn hả chị? Muối đó chị chấm cái gì cũng ngon hết trơn á. Chấm gà, chấm hải sản hay là bò heo, rau củ quả, tôm cua ghẹ gì đó nhất luôn. Chả cá thì chị bán nhiêu ký? Chả cá 160 ký, chả cá này không có pha bột, không có chất bảo quản. Còn này gì? Nem nướng. Nem nướng Nha Trang. Còn gà ủ muối bán gà sao? Gà ủ muối và 190 con. 190 con. Gà của Lâm Đồng. Còn này là bánh bột lọc. Bánh bột lọc rất là ngon. Bánh bột lọc mà đông đông đá luôn hả? Dạ đúng rồi, mình phải bảo ở trong ngăn đá nha chị. Khi nào ăn mình mới hấp lên, không có để đông hấp luôn. À. Dạ. Có nghĩa là khi nào ăn thì mình rã đông? Không, hấp luôn. Chị lấy từ ngăn đá tủ lạnh ra chị hấp luôn. Vậy hả? Hấp 30 phút. Lạ vậy ta. Nhiều bịch vậy? 150.000 là 50 cái, 3.000 một cái. Dạ. Dạ. Cho em bịch đi. Ok chị. Còn đây là mắm chân nha chị. Mắm chân hả? Đây là cũng chín. Cũng đông đá luôn hả? Tức là chị muốn bảo quản lâu thì chị cứ để vô tủ đá, còn không á thì mình ăn trong một tuần thì mình để tủ mát. Ừ. Dạ. Nói chung là thời buổi này mấy chị không có nhiều thời gian nấu nướng cho nên là cái này khô. Lấy em bịch đi, lấy em bịch đi. Okay, để em bịch. Xíu nói dòng lại lấy nha. Trời ơi, tất cả các cái gian hàng. Thôi. Cái gì? Cái này rau gì vậy? Bồn bồn mà. Cái rau gì vậy chị? Đặc sản Củ Chi, rau mớp. Rau mớp hả? Rau mớp là một cái loại đặc sản. Có ở Củ Chi hoặc là Bình Dương, những loại mà nước nó hơi giống như mương rạch tình tình á. Đây là đặc sản. Vậy hả? Rồi mình ăn với gì? Chị về chị rửa nhã mặn ra, chị có thể làm gỏi hoặc kho cá. Làm gỏi hoặc kho cá hả? Cái này là muối chua ngọt sẵn nè. Là ăn luôn? Ăn luôn, đúng rồi, nó ngọt ngọt, giống cái tỏi vậy đó. Cái đó nhiều... 50.000. Thôi giờ lấy hộp đó nữa đi. Rồi thôi nha, đừng đi nữa nha, đi chập nữa là hết tiền, hết bạc nha cả nhà. Ăn cái này sẽ rất là ngon nha. Vậy hả? Quên đem hả? Quên đem hả? Ngon là ta không biết kiếm đâu á. Dạ, rồi cảm ơn quý bà con, cô bác rất là nhiều. Thì các anh chị... Đây có bao bì. Ủa cái gian hàng của mình là một ngày thôi phải không? Đúng rồi, chiều nay xong rồi. Chiều nay là xong rồi hả? Chờ chút nha, chờ chút chuyển khoản nha. Chà, tới hình người ta hình như là tới mấy cái gian hàng lận. Thôi, quý bà con cô bác mà đang rảnh, các chị các mẹ thì mình có thể ghé ra nhà văn hóa phụ nữ ở đây để mình tham quan những cái gian hàng nha. Rất là nhiều đồ mình có thể mua cho gia đình mình nha. Cảm ơn cả nhà, bây giờ đi xin phép cái clip để chạy xuống hội quán với xong được giường. Dạ.